Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Like và chia sẻ video cho mình nhé. Theo như yêu cầu của bạn đấy là ngày hôm qua thì mình có ăn một cái video lên súng Free Fire ngoài đời thật đã được 5.000 like. Ok, theo lời hứa, lên video thứ hai cho các bạn nha. Yes. Anh em đừng để ý mấy cái dislike của mấy thằng IT fan. So ok thì đây. Có một bạn bảo mình là anh ơi, em sẽ hóng cái kiểu tóc tiếp theo của anh. Nhưng mà thật sự là không kiểu tóc nào đâu anh em ạ, bởi vì là đằng nào tôi cũng vừa mới ngủ dậy. Yo. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với khẩu súng SKS ngoài đời thực trông sẽ như thế nào nhé anh em. My god. Cậu ông có nhìn thấy cái ghế nhựa này quen không? Mai nổi kiểu ghế nhựa ở Việt Nam này rất là nhiều nhá. Tôi cũng không nghĩ là bọn Tây nó có một cái gì khác nó sang chảnh hơn để nó kê. Nó lại xài cái ghế nhựa này để nó kê không ạ? À đủ. Và ai nhờ? Ôi phải nói là cây SKS bắn nó khá là êm anh em ạ. Mấy hiểu sao bắn ê. Thằng này bắn đến đâu vậy? Bắn cái bia mà sao có trúng méo đâu? Ui định mệnh. Đậu xanh. Mà tôi cũng méo hiểu sao cho một thằng nhóc nó bắn. Ở bên Mỹ thì méo là bọn trẻ con là cầm súng thật bắn sớm thế. Vãi trưởng nhờ. Nani. Ok các bạn ạ. Một thằng nhóc cầm SKS bắn. Và tôi thấy rằng có trúng méo phát nào đâu. Ok, cây súng tiếp theo của chúng ta sẽ là cây súng AK. AK này hình như là gắn giảm thanh rồi các bạn ạ. Nghe rất là êm nhá. Đây ok, cái này là bộ phận giảm thanh này anh em này. Đấy, giảm thanh của AK nhá. Các bạn biết rồi đấy. Bạn mình cứ xong AK phải cho mấy ông béo ông test mãi ra. Đây này, cứ phải kê vào má anh em ạ. Bởi vì mấy cái súng này giật lắm. Kê vào má cho đỡ giật. Đấy, anh em thấy ông này, ông còn kẹp hết cả súng vào người không? Uầy. Đây ok làm gì đây? Bắn cây à? Cây đủ mà. Hết trò không ạ? Mấy ông Tây này rảnh vãi nồi. Ok chúng ta đến với cây súng M4A1. What the hell? Tôi không nghĩ là M4A1 có tốc độ bắn nhanh như vậy. Ui. Vai chưa? Ui. Vai nhở? Trong game thì nó không nhanh đến mức như này đâu. Ui. Câu nhìn kìa, phá bê tông kìa. Ui. Thật sự M4A1. Nếu mà ngoài đời thật cái này khá là mạnh anh em ơi. Ui. Vai. Chúng ta đến với cái súng FAMAS. Oh man. Má nghe quả nhạc hấp dẫn nhỉ. Ui, quay chậm slow motion nhá. Ui. Nghe mấy phát bắn sướng tai vãi anh em ạ. Có tiếng kiểu 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 nó kéo đạn này, kéo lê này, kéo cái vỏ đạn ra ngoài này. Ui. Phải nói là rất là đã luôn các bạn ạ. Oh my god. Công nhận anh em đấy. Bắn viên đạn, cái vỏ đạn nó bay ra ngoài và viên đạn khác được đẩy lên. Tiếp theo, Ska, cây súng yêu thích của rất nhiều game thủ nhá. Ui. Cái này là một màn test bắn xuyên gỗ với Ska anh em ạ. Nát hết mấy tấm gỗ rồi. Ska nó là một cây súng rất là nhanh và mạnh các bạn ạ. Anh em có thể bắn liên thanh với một tốc độ cực tốt. Ui. Tôi không biết như nào chứ anh em, nhưng mà Ska trong game rất là êm. Còn ngoài đời thật thì ông này ông vẫn phải kê vào má này anh em này. Ôm cả cái tay vào luôn cây súng này, xong lại kê kê vào má này cho bắn nó đỡ giật đấy. Oh man. Wow. Xuyên ba luôn. Ok, đến với cây súng XM8. XM8 thì trông cây súng này tôi giống tôi thấy giống súng đồ chơi vãi.
không ạ. Mà nếu kiểu tạch 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 tạch, cây súng đang rất là được yêu thích nhất trong game Free Fire ngoài đợt thật đấy nhá các ông nhá. Oh man. Ui, ui, ui. Thật sự là cây này hay bây giờ trong game Free Fire anh em chơi rất nhiều, bắn rất sướng. Ở ngoài đời thì cây súng nó khá là giống một cây súng đồ chơi ấy. Trông kiểu nó rất là lạ, mọi người có thể gọi cây này là cây súng cá mập. Đến với cây SVD. Ok ạ. Ui. Vãi đi. Câu câu nhìn kìa, bắn kìa. Đây là những cái tấm bia sắt được bắn nha anh em. Thì thường thì những cái tấm bia sắt này nó cực kỳ là dày ấy. SVD bắn kiểu này rất là kêu. Ông này ông có làm một cái bờ để cho ông kê tay anh em ạ. Chúng ta đến với cây súng ngô ra. Cây súng tiếp theo ngoài đợt thật sẽ như thế nào? Súng này là súng trong thính đấy nha ngầu nha, súng trong thính đấy. Rồi ok nào. Ui. À. Anh em thấy không ạ? Đây là một cây súng nó không có đạn và chỉ được để kiểu tập bắn thôi anh em ơi. Xem nào. Mấy cái này có đạn méo đâu. Kích định mệnh. Má mẹ ơi, hiểu sao tìm được cái video súng ngoài để thật mày. Khắc méo súng đồ chơi. Cho đạn vào đây bạn ơi. Rồi nha, ứng cử viên tiếp theo M249. Ui, câu nhìn thấy chưa. Ui, nhìn quả băng đạn. Mà bọn tay thích sấy coca ấy đâu anh em ạ. Mấy hiểu sao. Chắc cho nó ghét coca. Ui. Cái gì kìa. Ui, cây M249 này băng đạn dài vãi sấy. Cứ phải gọi là vô đối không ạ. Ui. Đụng. Cây súng này anh em mình chuyên dành để sấy xe anh em ạ. Ui. Mà rất đã. Rất đã các bạn ạ. Ui. Em không nhận đâu. Tôi tưởng tượng là ốt chết mẹ rồi. Bắn hết cả băng luôn. Và chúng ta đến với những dòng súng bắn tỉa ạ. Cây K98 của chúng ta ngày hôm nay đây. Oh man, cây K98 này bắn kiểu đã lắm này. Ui. Nghe tiếng nó phê lắm anh em ạ. Nghe tiếng. Nãy anh em nghe tiếng nhá. Ui. Đấy. Công thấy phê không. Nghe tiếng thì K98 bắn đã thấy phê. Ui dồi. Nghe nó kêu cốc 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 anh em ạ. Nghe tiếng kim loại này. Đấy. Đấy, cái lưỡi của nó cầm trông rất thú vị nhá. Oh man. Mày hiểu sao, lại là những bọn nhóc bắn súng, sợ phải nổ. Đấy, câu ạ. Tầm tuổi chúng nó cho nó tập bắn súng, còn tầm tuổi chúng ta như chúng nó chắc là cào phím chơi game câu ạ. Ok, chúng ta đến với cây AWM. Nhanh mẹ mày lên. Mày đây, đéo cô giờ. Ui, sao cô giờ. Ui. Những cái phát bắn vô cùng là uy lực nha anh em. Một cái ông ngắm 8x này. Đó, ông ngắm khẩu độ 8x. Rất to, rất lớn. Mày đây, xem chú bắn cái gì này. Oh man. Nghe tiếng kiểu nạp đạn bắn sướng vai anh em ạ. Thật. Ui. Nó cứ bốp 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 công ạ. Cây này mới là điều mà tôi cảm giác thì thú vị này anh em này. Ui. Ui. Mà trông viên đạn to ấy luôn. Ui. Đậu xanh. Nó giống như kiểu là một cái súng mà anh em bắn một cái khối thuốc nổ ấy. Ui. Câu nhìn thấy chưa. Nhìn viên đạn này. Ui, cái định mệnh nó phải to như thế này. Vãi trưởng. Ui. Mà bắn trông đã nhở, sướng nhở. Oh man. Nữa này. Ui. Mà. Ui. Mang để test xe tăng luôn. Ui vãi cả trưởng không ạ. Súng phóng lựu này để bắn xe tăng này. Mấy bọn Tây giàu vãi. Chúng ta đến với MGL-140. Cũng là một cây súng phóng lựu. Ui. Số nhạc. Nhạc rất là hấp dẫn. Và chúng ta chuẩn bị lên nha.
Nào nạp đạn đi, nhanh mẹ mày lên. Đây, phạm vi nổ của cây súng này thì nó sẽ thấp hơn 1.9 nhưng mà... Ôi, anh em có thể bắn liên thanh được nhá. Ồ. Và nhở. Má trông quả nổ này. Ui, ui. Má nhìn sướng không, nhìn sướng không. À, nổ ngoài đời thật nha anh em. Cái này mới là điều mà tôi cảm giác thú vị này. Oh man. Má cầm nổ chơi luôn. Thú vị quá chưa. Ui, xem nào. Ui. Má cầm nổ test xuyên táo không ạ. Ui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quả táo. Ui. Nát hết miệng mấy cái đĩa này. Tôi sẽ replay lại đoạn này anh em này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 chai táo. Bố mày méo có táo này mà ăn. Méo hiểu sao mang táo giải tét. Vớ vẩn vãi cả nồi. Ok các bạn, xem nó chuyển mấy cái đĩa nhá. Cái định mệnh nát hết dàn này. Câu ạ. Ui định mệnh nhìn này. Tôi không còn đếm được nữa nhưng mà nó khá là nhiều. Ui bắn nỏ sướng ma nhầm. Ma cầm nỏ. Nhìn này. Đây mệnh này. Ui rồi nhìn này, đĩa này vỡ hết luôn anh em. Xuyên. Khả năng xuyên của nó rất là lớn nhá. Chúng ta đến với lựu đạn. Ok, lựu đạn trong Free Fire. Tét đê. Nhanh lên. Mã trông mặt mếu này nguy hiểm vãi cả nồi không ạ. Nhanh lên. Trông thằng áo trắng ngu vai đang dạy nó ném lựu đó. Chết mẹ rồi. Nó làm gì đấy? Rút cho rồi, ném đi. Ui. Mất. Tôi cứ tưởng thằng này là giống kiểu dùng lựu giả chứ. Má cầm ném phát 1, 2, 3 luôn. Trông mặt thằng áo trắng ngu vãi nổi. Má đừng đưa lựu đạn cho mấy thằng kiểu trông ngu ngu. Má ui giời. Cậu phải nhìn thấy là nó nổ lớn vai cả trưởng. Như vậy là ngày hôm nay đã xong, mình đã chăm gió với anh em về những cây súng Free Fire ngoài đợt thật thế nào. Hiện tại thì có thể là thiếu sót một vài cây súng nữa. Nếu như mà anh em yêu thích, các bạn hãy đừng quên là hãy nhấn like cho video. Ok, 5.000 like video, tôi sẽ làm tiếp phần 3 nhé. Thank you so much.